Đây là cùi bông cải này các bạn. Cùi bắp cải xanh á, bông cải xanh á. Nó bỏ mình muối chua nè. Nó rất là giòn ngon nha. Cả nhà thấy cái này là cái cọng các bạn. Cái tai của bông cải xanh. Còn này là cái cọng nó cái cùi của nó các bạn, cái cùi bông cải xanh nè. À, làm muối vừa chua với củ hành với tỏi đồ ăn rất ngon nha. Chấm nước tương ăn này chay mặn đều dùng được hết nha các bạn. Các bạn nhìn thấy ngon. Cái này người ta bỏ rồi mình xin về. Mình xin về rồi cái mình làm chua để dành ăn. Nếu các bạn nào thích món này thì mình cùng nhau vào bếp nha. Chào cả nhà nha. Đố cả nhà biết cái này là cái gì không? Các bạn biết cái cậu củ này cái gì không? Cái này là cái cọng của bông cải mà người ta bán, các bạn, người ta bán, người ta giạt, người ta bỏ đó. Còn cái này là của cái tai bông cải á. Mấy này là cái tai bông cải nè, mấy tai bông cải. Rồi cái này là cái củ, cái khúc bán khúc dưới á, người ta giạt, người ta bỏ đi rồi người ta bán khúc trên thôi. Bông cải á, cái mình đi ra mình mua bông cải, người ta giạt, người ta bỏ. Cái mình thấy vậy mình xin. Nè mình xin về làm đồ chua nè các bạn, ngon lắm nha. Nè, đồ chua mình bỏ thêm ớt, thêm củ hành, thêm củ tỏi, mấy cái tai này về các bạn biết sao không? Về cái lấy dao bào ra mình lấy cái lõi ở trong nè, trọng nó giòn lắm, còn ngoài nó dai, đó, ngon lắm các bạn. Hôm nay mình sẽ làm món đồ chua nhưng mà mình ngâm truyền thống, ngâm nước cơm nha, chứ ngâm giấm đường riết ngán quá các bạn ơi. Ngâm truyền thống ăn vậy chứ mà nó ngon. Khi mình ăn mình lấy ra cái củ cải, mấy cái này nó giòn khấu à. Nó giòn cái mình kho những cái món kho, mình kho đậu hũ hay gì á, chay mặn đều dùng được. Rồi mình lấy ra rồi mình xào tỏi mình ăn cũng ngon, hoặc là mình lấy ra vậy để mình chấm nước tương nước mắm gì ăn cũng ngon đó nha. Đây giờ mình chuẩn bị một cái hũ để mình làm. Cái này mình ngâm muối mình rửa sạch hết rồi, bây giờ đổ để dưới mình có cái thau mình hứng nước nha. Giờ mình muối truyền thống ăn cho nó ngon, chứ cái gì cũng giấm đường hết ngán lắm đó. Mình cắt vừa miếng ăn vậy thôi, ngon lắm bạn, giòn lắm mấy cái gọng này nè. Mình đi ra mình mua cái bông cải, cái thấy cái cô bán cứ cắt bỏ cắt bỏ, mình hỏi ủa cái này bỏ hay em, nó bỏ thôi bỏ cho chị xin đi, hỏi chị làm cái gì, về chị làm đồ chua, cái nói làm được hả, tôi nói được, ngon lắm. Cái cô nó cũng mới cho nó hốt cho lấy cái bọc hốt hết luôn. Ngon ghê, các bạn thấy trong bóng à. Đẹp ghê luôn á. Cọng này nó hơi dài. Bây giờ mình cắt xong rồi cả nhà. Ngon ghê trong bóng luôn. Thấy cưng à. Bây giờ ở đây là có thao nước, có 1 lít nước nha. 1 lít nước mình cho vào đây, một muỗng canh muối mình cho vào đây, 1 muỗng canh muối. Mình cho vào đây 2 muỗng nước canh đường cát. Cái này các bạn đừng có sợ ngọt nha, tại trong có 1 lít nước mà chỉ có 2 muỗng đường cát thì nó sẽ không có ngọt đâu. Muối đường cát với nước nó cũng hài hòa nha, nó vừa chua, nó vừa chua, nó mặn mặn mà nó hơi ngọt ngọt. Mình thấy ngâm truyền thống nước cơm với muối gì ăn còn ngon, ăn cảm da ngâm giấm đường riết, cái gì cũng giấm đường, cái gì cũng giấm đường riết ngán lắm. Bây giờ mình sẽ cho để cho các bạn thấy tại cái bếp mình nó cái này mình không cần phải nấu nước cơm sôi lên nha cả nhà. Cái này là nước cơm do chứ không phải nước cơm mà mình nấu cơm mình chắc thôi nha. Nước cơm mình do đó, mình do rồi cái mình để như mình bỏ muối bỏ đường nữa thôi, không cần phải nấu lại.
chừng 3 bữa nữa là sẽ chua. Bây giờ mình cho 1 lít nước vô rồi nha các bạn, vừa y luôn nha. Cái này cái nắp kia nó bủng, mình phải phải chắc bớt bớt nước ra. Chắc bớt một tí nước mới đã mới đậy được cái nắp. Rồi bây giờ mình đậy cái nắp rồi, các bạn thấy ngon không? Chắc là ngon luôn nha. 3 bữa nữa là sẽ ăn được nha. 3 bữa nó cũng vừa chua, nhưng mà 4 bữa này thì nó chua thì chua luôn, ăn nó mới ngon nha cả nhà. Đó. Cái đơn giản mình chỉ xin mấy cái cọng này về làm mình là được một hũ rồi. Khi nó chua rồi các bạn ăn tỏi, ăn củ hành nó cũng ngon đó. Nó chua theo kiểu truyền thống ăn rất là ngon luôn. Cái này khi nó chua thì nó sẽ ra cái màu cải chua nha các bạn. Nó chua nó sẽ cái ra màu vàng ngà vàng vàng, chứ không phải mà nó trắng mà nó xanh đẹp như bây giờ nha. Cũng mình cũng xin đây mình giải thích cho một em đó hỏi cô Tư ơi. Em nghe nhiều bạn nói là làm củ hành xong càng ngày càng lên màu đẹp. Sao em làm nay 10 ngày mà càng ngày mới làm thì đẹp, nhưng mà làm từ từ cái màu nó bị nhạt. Đúng rồi, em đó nói rất là đúng ha. Làm củ hành mới làm thì nó rất đẹp, sau 10 ngày đổ lại cái ngày làm thì nó màu, cái màu nó vẫn còn tươi. Nhưng mà 10 ngày đổ vì sao thì cái củ hành của mình càng ngày nó càng nhạt đi. Nó lợt cái màu đi, cái màu tím không còn đậm đà nữa mà càng ngày càng lợt. Thì trong khi cái củ hành nó lợt thì cái nước củ hành thì nó lại đậm. Tại vì cái củ hành mình ngâm giấm mà, mình ngâm giấm đường mà cái củ hành á thì từ từ nó sẽ ra cái màu tím của củ hành, thì cái nước nó đậm mà cái củ hành càng ngày càng nhạt, chứ nó không có như là bước đầu đâu nha em. Đó, hôm nay là cô Tư sẵn đó giải thích cho em nghe luôn. Tại vì mình thì mình nói bằng sự thật, chứ mình không có nói là làm như vậy là càng ngày càng lên màu đẹp là không có. Mới làm thì rất đẹp, 10 ngày đổ lại rất đẹp, 10 ngày đổ vì sao thì củ hành của mình nó sẽ nhợt đi, thì cái nước nó sẽ đậm lại một chút xíu, tại nó ra cái màu tím vô nước rồi. Đó thôi, giờ món ăn của mình đã làm hoàn thành. Mình chúc các bạn làm món này có đi chợ thấy người ta có bán rẻ thì mình mua, còn không thì mình thích ăn thì mình mua về mình muối ăn cũng ngon nha, nó rất là giòn. Đó, các bạn thấy không, không có dở đâu, nó giòn lắm. Chừng 3 ngày nữa thì nó ngả màu cải chua, nó rất là giòn, rất là ngon luôn nha. Thôi giờ mình xin chào cả nhà nha.